Với một số khán giả thì khi họ thấy có những bộ phim độc lập hay những bộ phim được giải ở những cái liên hoan phim thì họ rất là e ngại, bởi vì họ có những cái suy nghĩ phim này chắc là sẽ khó hiểu lắm đây. Nhưng mà với tôi thì Rờm là một cái bộ phim không hề khó hiểu, một bộ phim rất là hấp dẫn và nó rất là gần gũi với đời sống của người Việt Nam. Ngưỡng mộ và cảm phục cái tâm huyết và cái nỗ lực của Huy và cả ekip. Ròm thì thường làm cho mình nghĩ một cái gì đó nó hơi cúi hay cong, nhưng cuối cùng thì nó đã có một cái dáng đứng rất là thẳng. Nó rất là thật. Nó nóng, nó táo bạo, nó chân thật, phơi bày cái năng lượng của tuổi trẻ. Rất là quyết liệt, rất là trần trụi. Chân thực, đầy cảm xúc, kịch tính và hồi hộp. Cho mình những cái cảm giác mà mình khó có thể tìm được ở những cái bộ phim khác. Đây là bộ phim mà mình mong muốn là những bạn những khán giả mà mê phim Việt có thể được xem bộ phim. Nghĩ Ròm là một phim truyền cảm hứng, bởi vì nó đem đến cho bạn một cái cảm xúc rất là mãnh liệt.